Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Hono 999. Hiện tại là mình đang có mặt trên đường Hoàng Văn Thụ đó các bạn, thuộc phường 4 quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh. Mình đang đi từ hướng ngã tư Bảy Hiền về Lăng Cha Cả nha các bạn. Thì cái đường Hoàng Văn Thụ này đầu từ ngã tư Bảy Hiền và kết thúc cái đường Hoàng Văn Thụ này ở ngã tư Phú Nhuận nha các bạn. Một con đường huyết mạch của thành phố Hồ Chí Minh, cũng như là một con đường thông thương giao lưu thông thúc huyết thành phố, nên lúc nào các bạn thấy nó cũng kẹt xe không. Cái con đường này các bạn đi lúc nào nó cũng tấp nập xe cộ, bởi vì nó là con đường chính dẫn vào sân bay Tân Sơn Nhất đó các bạn, nên là xe cộ rất là đông đúc. Hầu như là các bạn từ nước ngoài về đi xuống sân bay Tân Sơn Nhất đều đi qua cái con đường này, bởi vì nó là một trong những cái cửa ngõ chính để đi vào sân bay Tân Sơn Nhất. Các bạn thấy xe nó đông không? Đường này là xe buýt nhiều, bởi vì nó sẽ đưa khách đến sân bay Tân Sơn Nhất, nên lượng xe cộ trên đường này sẽ lớn, lượng là khá là nhiều. Và các bạn cũng biết đó, thì từ xưa cái con đường này người ta gọi là con đường nhà binh đó các bạn, bởi vì nó là phục vụ cho quân đội. Nó nằm cửa ngõ của sân bay Tân Sơn Nhất, của phi trường Tân Sơn Nhất, nên là thường là dành cho quân đội sử dụng là nhiều các bạn. Và đó là căn cứ quân sự của phi trường Tân Sơn Nhất, một căn cứ điểm quan trọng của thời chiến, nên là cái con đường này chỉ phục vụ cho các đoàn xe quân sự, các đoàn xe quân đội để mà triển khai cũng như nhận hàng hóa từ sân bay Tân Sơn Nhất, từ nước ngoài trở qua là chính. Nên con đường này hồi xưa khá là vắng vẻ các bạn, ít có người dân sinh sống cũng như là ít có người dân đi lại lắm, bởi vì nó phục vụ cho quân đội là nhiều. Và trước mặt mình đây là dòng xe Lăng Cha Cả đây các bạn. Đó, đây là bên phải mình là đường Lê Văn Sĩ, ở đây là dòng xe Lăng Cha Cả đây. Dòng xe Lăng Cha Cả ngày nay thì được xây dựng một cái cầu vượt ngay cái dòng xe này để giảm tình trạng kẹt xe đó các bạn. Và đây là toàn cảnh của dòng xe Lăng Cha Cả đây. Chính vì nó phục vụ cho quân đội nên người ta thường gọi con đường này là đường nhà binh. Ít có dân thường ít có đi lại con đường này lắm, chỉ phục vụ vào đi vào cái sân bay Tân Sơn Nhất. Cái con đường này thời Pháp thì nó có tên đường Lò Đúc đó các bạn. Chắc nếu mà anh chị nào từng sống ở Sài Gòn thời Pháp thì anh chị đã biết cái đường này được gọi là tên là đường Lò Đúc. Sau năm 1954 thì quân Mỹ mới vào Sài Gòn thì đổi tên một số tuyến đường của Pháp ngày xưa và đổi tên thành Võ Tánh. Rồi cái đường cũ đó các bạn, thì con đường này có tên là Võ Tánh, bởi vì Võ Tánh là một vị tướng của thời triều nhà Nguyễn, nên được đặt tên là đường Võ Tánh. Và nay thì cái đền thờ của vị tướng Võ Tánh này cũng còn nằm ở trên hẻm số 19 đường Trần Duy Liệu các bạn. Và từ khi giải phóng miền Nam thống nhất đất nước sau năm 1975 thì đường này được đổi tên chính thức là đường Hoàng Văn Thụ. Và cho đến nay thì cái con đường này là con đường
giao thông, giao thương huyết mạch của thành phố Hồ Chí Minh. Từ sân bay ở đây một cái trên tay trái của mình là công viên Hoàng Văn Thụ, ở bên phải mình là bệnh viện, và trước mặt mình là mẹ, bên tay phải là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa dẫn vào trung tâm thành phố, dẫn vào Dinh Độc Lập. Nên ngày xưa cái con đường này thì nó rất là huyết mạch đó các bạn, nói liền giữa Tân Sơn Nhất với Dinh Thống Nhất đó các bạn. Không còn gọi là quan sơ như ngày xưa nữa đâu. Ở đây thì có một cái trung tâm tiệc cưới rất là lớn rồi các bạn. Chiến tranh chống Pháp rồi chuyển qua chiến tranh chống Mỹ rồi đến thời bình, thời nay và thời bây giờ, thì cái con đường này chứng kiến rất là nhiều cái cột mốc thay đổi lịch sử của thành phố Hồ Chí Minh. Covid-19 thì người dân thành phố đã tấp nập buôn bán kinh doanh trở lại, nhưng mà vẫn còn rất là vắng các bạn, một số cửa hàng vẫn còn đóng cửa hoặc là treo cho tay mặt bằng chứ không còn kinh doanh sơm tụ như xưa nữa đâu. Phía trước mặt mình đây là một cái con đường sắt cắt ngang đường Hoàng Văn Thụ đấy các bạn, dẫn vào ra cửa Sài Gòn. Và đặc biệt cái con đường này thì là con đường chuyên kinh doanh mua bán xe cũ đó các bạn, thấy là chuyên kinh doanh mua bán xe cũ rất là nhiều không? Ở Sài Gòn có một cái hay đó các bạn, là người ta thường gọi là buôn có bạn bán có phường là vậy các bạn. Thường người ta tập trung vào một nơi buôn bán một mặt hàng nào đó để mà dễ kinh doanh, dễ mua bán. Ví dụ như các bạn cần mua một chiếc xe cũ thì các bạn lên đường Hoàng Văn Thụ này
các bạn sẽ dễ tìm cho mình một chiếc xe cũ giá cả phù hợp, chất lượng hợp lý. Bởi vì ở đây tập trung buôn bán rất là nhiều, các bạn thấy dọc bên cái tay trái của mình không, rất là nhiều cửa hàng cũng bán xe máy cũ. Đây là một quán mô tô rồi đồ đủ rồi các loại các bạn. Trước mặt mình đây là một dãy buôn bán xe máy cũ đây các bạn. Từ xe ga, xe số, xe mô tô, xe gì cũng có. Gọi là xe cũ, xe đã qua sử dụng đó các bạn. Những chiếc xe số là giá rẻ cho tới những chiếc xe tay ga cao cấp đều có bán ở khu vực này. Mua xe cũ thì cũng có cái lợi là nó đỡ bị trượt giá, đỡ bị mất giá hơn. Bởi vì các bạn mua một chiếc xe trong cửa hàng xe mới 100% thì các bạn khi ra lăn bánh thì các bạn cũng phải lỗ từ 20-30% rồi. Thì các bạn mua xe cũ thì nó đỡ được cái giá trượt giá đó. Nhưng mà bù lại thì các bạn phải biết coi xe, phải biết nắm rõ về chất lượng của xe thì các bạn mới không bị hớ, chứ không thì của xe cũng như là không nắm vững về độ đẹp cũng như là máy móc thì các bạn sẽ dễ bị mua hớ. Bởi vì xe cũ thì các bạn biết rồi, đâu có ai đảm bảo chất lượng cho mình đâu, và cũng không có ai bảo trì bảo hành cho mình cả. Nên ta thuận mua vừa bán, nếu mà mua gặp được chiếc xe tốt thì các bạn có thể sử dụng được lâu dài, và đó là một điều may mắn. Còn nếu như các bạn gặp một chiếc xe nó xấu, nó hư lặng mặt, kỹ thuật nó không đảm bảo thì coi như là phải mua một món hàng gọi là trước cái mục đích thờ thân của các bạn. Bởi vì cái gì cũng có giá của nó rẻ thì nó phải có đi theo cái sự rủi ro. Còn các bạn có điều kiện khá giả hơn, không muốn rước cái sự rủi ro vào người thì các bạn vào thẳng cửa hàng xe, chọn cho mình một cái xe mới mua thì sẽ được bảo trì, bảo hành cho xe rất là đảm bảo, rất là an tâm trong quá trình sử dụng. Còn mình muốn rẻ hơn 10-30% thì mình có thể chọn xe Sài Gòn. Nhưng mà cái rủi ro thì các bạn biết rồi đó, nếu như vớ phải một chiếc xe mà nó kém về chất lượng thì cũng phiền phức rất là nhiều. Có những chiếc xe đời rất là cao các bạn, như xe XH2020 mà cũng gọi là xe cũ đã qua sử dụng đó các bạn. Mình cũng không hiểu lý do gì, có thể là chạy trục trặc. Nếu mà trục trặc thì có thể bảo hành, nhưng mà có thể người ta không thích thì người ta sẽ bán, hoặc là bị thiếu hụt về kinh tế thì họ cũng gọi là bán xe đi để mà lấy ra một giá trị đồng tiền để xây sở kinh tế cuộc sống gia đình. Thì cũng có nhiều lý do, cũng có thể là do cầm cố rồi bỏ cái công trình. Nên người mua xe cũ thì nói chung là phải biết nhìn xe, phải biết coi xe, phải biết kỹ thuật máy móc thì mình mới thẩm định được. Thường thì đi mua xe cũ thì hay dẫn một anh thợ sửa xe chuyên nghiệp, một cửa sửa xe lâu năm có kinh nghiệm về xe thì nhờ họ đi coi giùm mình. Nhưng thực tế ra thì coi thì cũng chỉ coi được bên ngoài thôi các bạn, người ta đâu có cho mình mở bên trong để mình coi đâu, nên cũng chỉ là coi bên ngoài theo kinh nghiệm thôi. Mà thời nay thì rất là khó, bởi vì công nghệ
phong hóa xe, công nghệ độ xe, công nghệ làm máy móc, tân trang sửa xe rất là hiện đại, rất là phát triển rồi. Nhưng có những cái lỗi nhỏ thì các bạn cũng không phát hiện ra đâu, còn những cái lỗi lớn thì coi như là không có luôn. Bởi vì người ta đã tân trang sửa chữa xe rất là hay, rất là kỹ các bạn. Và nghe máy móc vẫn im ru như là xe xịn, xe zin, nhưng mà các bạn về chạy rồi qua vài tháng thì bắt đầu nó bệnh tật, bắt đầu nó xảy ra đó các bạn. Thì lúc đó mình mới biết được cái xe mình tốt hay là xấu. Thì đó, khi mà nó qua cái ngã tư Phú Nhuận rồi thì bên đây nó thuộc đường Phan Văn Lưu. Phan Văn Lưu thì sẽ dẫn về Bình Thạnh, về bến xe miền Đông. Và trên đường Phan Văn Lưu này thì nó sẽ dẫn về khu gọi là khu Bà Chiểu, thì hôm nào mình sẽ đi review cái chợ Bà Chiểu này cho các bạn xem nhé. Chợ Bà Chiểu cũng là một trong những cái chợ gọi là nổi tiếng của thành phố Hồ Chí Minh đó các bạn.